phát biểu tại buổi làm việc với hai địa phương đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy nhấn mạnh vai trò trọng yếu của công tác cán bộ có phần giữ vững uy tín lãnh đạo của đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị đề nghị các thành viên trong đoàn phối hợp chặt chẽ với các địa phương tập trung kiểm tra việc cụ thể hóa các quy định của trung ương của tỉnh về công tác cán bộ việc thực hiện công tác điều động luân chuyển bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử công tác lưu trữ quản lý hồ sơ cán bộ giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến 30 tháng 4 năm 2023. Qua đó tiến hành đánh giá hiệu quả, thực hiện công tác cán bộ của các địa phương, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời chỉ ra những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo của địa phương để trao đổi và nhân rộng. Đồng chí cũng đề nghị hai địa phương tích cực phối hợp, hỗ trợ với các thành viên trong đoàn để quá trình kiểm tra thuận lợi, hoàn thành tiến độ đề ra. Theo báo cáo, nhìn chung, từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lương và Đồng Hỷ đã kịp thời tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện đầy đủ các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ đến các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan đơn vị trong toàn huyện. Việc học tập quán triệt các quy định, chỉ thị, nghị quyết về công tác cán bộ được cấp ủy Đảng quan tâm thực hiện nghiêm túc, có chất lượng. Các khâu trong công tác cán bộ được triển khai đầy đủ, đúng quy định. Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện đồng bộ, không để xảy ra tình trạng thiếu cán bộ kế cận. Công tác kiện toàn, sắp xếp, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ thực hiện theo đúng quy định. Đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp được rèn luyện, bồi dưỡng về năng lực, trình độ và kinh nghiệm công tác. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong công tác cán bộ được tăng cường. Đoàn tiến hành kiểm tra các nội dung thuộc công tác cán bộ trong 3 ngày từ 21 đến 23 tháng 8 năm 2023 kết quả được kiểm tra sẽ được tổng hợp báo cáo ban thường vụ tỉnh ủy